là nổi tiếng, đặc biệt rất là duyên dáng và là một người rất là thân yêu của Việt Hương. Hương rất là quý chị và trân trọng kính mời nghệ sĩ Phương Dung. Bà con ơi, nào giờ mình nhìn thấy chị Dung trên sân khấu hoặc là trên TV mà thường chị Dung cứ đóng cái vai kia quá trang xấu lắm, nhẽ một rùi rồi mắt xệ rồi tóc tai tùm lum tà la hết. Bữa nay nhìn chị Dung ngoài đời thì bà con thấy đẹp không? Quý vị ơi, chị Việt Phương, chị Vân Dung và Việt Phương có cơ hội làm việc với nhau trong chương trình Gala Cười. Không biết là quý vị còn nhớ chương trình đó không ạ? Gala Cười hả? Đúng rồi, chương trình đó là một cái chương trình cách đây đã 17 năm và chúng tôi đã từng làm với nhau và tới bây giờ vẫn là chị em luôn. Vì Việt Phương và Vân Dung luôn bị đóng vai già, mặc dù ở ngoài tụi em cũng còn ngon tốt phải quý vị? Bởi vậy, ai đứa em thì nào có đóng vai trẻ đẹp, không đóng vai già nữa. Dù mà kia nó chàng già cho em kẽ vô miếng em cũng vậy quý vị ơi, gặp em ở ngoài ai cũng kêu em trẻ mà sao trên hình già quá, bị gì cho em đóng già không vậy lắm. Ở đây có mình bé Emily thì lên sân khấu nó trẻ đẹp ngoài cũng đi già vậy thôi, xinh quá xinh. Thưa quý vị khán giả, là Vân Dung đã xem chương trình này rồi và cảm thấy là vô cùng xúc động, và hôm nay thì Vân Dung đã được chương trình mời đến đây và Vân Dung cảm thấy rất là vui, và điều quan trọng nhất ấy là cảm thấy rất là hạnh phúc nhìn thấy những mảnh đời khó khăn như thế này. Thì hôm nay dù có vất vả đến mấy, dù có khó khăn đến mấy, Vân Dung cũng phải cố gắng thật nhiều để dành nhiều tiền cho những mảnh đời khó khăn ạ. Vì em lấy chồng mắt đó quý vị, cho nên là em biết cái món này. Thế là em đã phụ được Vân Dung, người bạn đồng nghiệp bao nhiêu chục năm của em, bao nhiêu những lúc gì khốn khó trong cuộc đời nhưng cũng là người nhắn tin với em. Cho nên bây giờ Dung khó khăn cỡ nào thì Cương cũng phải theo hỗ trợ. Và đã đem được cái số tiền về, việc thứ nhất là hai chị em làm được một việc rất là ý nghĩa cho cuộc đời, đó là đổi đời cho người nghèo. Việc thứ hai là hai chị em vẫn đồng hành như bao nhiêu năm chúng tôi đã chinh chiến với nhau, và rất là cảm động hôm nay bà con, rất là mình đi mình mới thấy là khán giả ở đây quá yêu Vân Dung, và khán giả mà cỡ từ nhỏ cho tới già vậy mà vẫn còn yêu Vân Dung là Vân Dung ơi còn lâu lắm. Cảm ơn Việt Hương nhiều nhiều, chính vì là chương trình này có Việt Hương và Đại Nghĩa thì mình đã rất là tin tưởng, bởi vì đây là một người bạn đồng hành, là một người đồng nghiệp và là một người em rất là đáng yêu của mình trong bao nhiêu năm. Thì hôm nay có Việt Hương là mình có được gọi là lửa, có được nhiệt huyết và rất là yêu quý Việt Hương.